Chào các em. Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang bài 45, đó là dây thần kinh tủy. Thì trước khi sang cái bài 45 là dây thần kinh tủy thì thầy sẽ kiểm tra bài cũ các em xem coi chúng ta củng cố lại kiến thức tới đâu. Thứ nhất là chúng ta nêu cái cấu tạo của tủy sống. Nêu cấu tạo của tủy sống. Bây giờ chúng ta coi có phần trả lời. Cấu tạo tủy sống thì gồm có cấu tạo ngoài và cấu tạo trong. Cấu tạo ngoài của tủy sống thì nó nằm trong cái ống xương sống từ đốt sống cổ thứ nhất cho đến đốt thắt lưng thứ hai. Nó có dạng hình trụ dài khoảng 50 cm, có hai chỗ phình, đó là phình cổ và phình thắt lưng. Màng tủy có 3 lớp: màng cứng, màng nhện, màng nuôi. Cấu tạo trong của tủy sống gồm một chất xám nằm ở trong có hình cánh bướm, chất trắng nằm ngoài bao quanh chất xám. Chúng ta trở lại với phần củng cố về hệ thần kinh. Chúng ta thấy hệ thần kinh thì cơ bản chúng ta thấy nó gồm có bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên. Bộ phận trung ương thì cũng gồm não bộ và tủy sống. Bộ phận ngoại biên thì gồm có dây thần kinh và hạch thần kinh. Cái này chúng ta ở bài trước mình cũng đã có củng cố rồi, chúng ta nhắc lại nhanh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài 45, đó là dây thần kinh tủy. Chúng ta có cái nội dung cơ bản, nó gồm có hai phần: một là cấu tạo dây thần kinh tủy, hai là chức năng của dây thần kinh tủy. Thì trong bài này chúng ta sẽ giải quyết được một số vấn đề. Thứ nhất là chúng ta xác định cho được cái số dây thần kinh tủy. Thứ hai nữa là chúng ta hiểu được tại sao nó có hai cái chỗ phình to ở cổ và ở thắt lưng. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ tìm hiểu được cái chức năng của dây thần kinh tủy. Thì trong cái phần 2 la mã chức năng của dây thần kinh tủy thì lưu ý các em á, nó có một số cái vấn đề các em nên tập trung. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là cấu tạo của dây thần kinh tủy. Chúng ta quan sát lại cái hình A ở trên bài giảng. Thì chúng ta thấy rằng á, dây thần kinh tủy nó được xuất phát từ các cái bên của xương cột sống, rồi đốt thắt lưng cổ. Đốt sống cổ, thầy xin lỗi, đốt sống cổ, đốt thắt lưng thứ hai, vân vân. Các em quan sát hình bên, các em sẽ hiểu được tại sao nó có cái phình, hai chỗ phình to ở cổ và ở thắt lưng. Chúng ta thấy ngay cái vị trí cổ và thắt lưng, chúng ta có thể hiểu nôm na hai nơi phình đó chính là cái nơi xuất phát của các dây thần kinh từ tủy sống đến các cơ quan. Chúng ta kết hợp với phần thông tin sách giáo khoa để chúng ta tìm hiểu xem coi nó có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy. Chúng ta quan sát hình 45.1 kết hợp với hình trên bài giảng. Trong đó người ta chú thích các phần rất là rõ, đặc biệt là các em trên cái bài giảng chúng ta nhìn ở cái hình bên tay phải, chúng ta sẽ thấy thêm một cái điểm. Ở đây thầy sẽ nói thêm cái phần trên cái hình 45.1, chúng ta sẽ thấy được cái vị trí số 2 đó là rễ sau, còn vị trí số 3 là rễ trước. Như vậy thì cái vấn đề chỗ này trước và sau chúng ta dựa vào đâu để chúng ta phân biệt được rễ trước và rễ sau? Thì ở đây chúng ta nhìn ở trên cái tủy sống, đặc biệt là chất trắng, chúng ta xác định cho được cái rãnh trước và rãnh sau. Thông thường cái rãnh trước đó, nó cạn, nó rộng. Chúng ta nhìn đó, rãnh trước thì cạn và rộng, rãnh sau thì nó hẹp và sâu. Rãnh sau hẹp
và sau chúng ta nhìn vào đó thì các em sẽ xác định được rễ trước, rễ sau. Ví dụ như bây giờ người ta đưa một đoạn tỉ sống ở lợn, người ta yêu cầu chúng ta xác định đâu là rễ trước, rễ sau, thì chúng ta chỉ cần xác định được rãnh trước, rãnh sau thì các em xác định ngay rễ trước và rễ rễ sau. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái hình 45 để chúng ta nắm thêm, đặc biệt là hình bên tay phải, chúng ta thấy đó, cái rễ trước và rễ sau nó hợp lại thành cái sợi dây thần kinh, nó sẽ qua một cái lỗ gian đốt để đi ra ngoài đến các cơ quan. Do vậy mà người ta hỏi thêm các em mỗi dây thần kinh tủy gồm mấy lỗ rễ. Như vậy thì cái này dễ rồi, cơ bản thì nó gồm có rễ trước và rễ rễ sau, và nó chập lại tạo thành một cái sợi dây thần kinh đi ra lỗ gian đốt, người ta gọi là dây thần kinh tủy. Ta hỏi tiếp là dây thần kinh tủy được hình thành ở đâu? Thì cơ bản chúng ta nhìn vào cái hình 45.1, chúng ta thấy nó xuất phát từ cái rễ trước và rễ sau, đặc biệt là ở chất trắng. Lưu ý cho đó. Giờ chúng ta xem. Dây thần kinh tủy được hình thành trong cột sống, sẽ chui ra ngoài qua cái khe giữa các đốt sống. Lưu ý, giữa các đốt sống nó có những cái khe nhỏ đó, người ta gọi là lỗ gian đốt. Lưu ý cho đó. Và nhập lại thành dây thần kinh tủy. Bây giờ chứ các em nhớ lại một cái cung phản xạ. Cung phản xạ ở đây là một cung phản xạ vận động. Chúng ta nhớ lại kiến thức cơ bản, một cung phản xạ thì nó gồm có gì? Thứ nhất là cơ quan thụ cảm, có nghĩa là cái nơi mà nó sẽ tiếp nhận kích thích. Rồi dây thần kinh hướng tâm, khi mà cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích, nó sẽ theo cái dây thần kinh hướng tâm. Hướng tâm có nghĩa là từ ngoại ngoại bên ngoài về trung ương thần kinh, gọi là hướng tâm. Rồi sau đó nó mới đến trung ương thần kinh, trung ương thần kinh mới phát ra một cái xung thần kinh thứ hai, là theo dây ly tâm để đến cơ quan phản ứng, đến cơ quan phản ứng. Thì bây giờ chúng ta thấy một cung phản xạ, các em nhìn cái chấm màu đỏ, nó đã da chính là cái nơi tiếp nhận kích thích, thì cái chấm màu đỏ đó giống như là một cái kích thích, nó sẽ được tiếp nhận và nó di chuyển vào trong một cái cung phản xạ như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta mới nhìn coi cái chấm đỏ này nó sẽ di chuyển như thế nào. Đó, nó theo cái rễ sau. Rễ sau, như vậy thì chúng ta hiểu nôm na rễ sau là rễ gì đây. Đó. Như vậy thì khi xung thần kinh nó đi vào qua rễ sau thì nó đến chất xám, đặc biệt là nó sẽ đến cái neuron trung gian. Nó sẽ chuyển giao thông tin, sau đó bắt đầu nó chuyển sang màu xanh, nó sẽ đi theo cái rễ trước để đến cơ. Cơ chính là cái cơ quan phản ứng lại cái kích thích đó. Thì đó là một cái cung phản xạ cơ bản chúng ta cần nhớ lại. Giờ chúng ta mới xem tiếp. Tiếp theo là chúng ta thấy người ta chụp một đoạn xương cột sống, thì nó gồm có tủy sống. Rồi đó, chúng ta thấy ở các cái gian đốt thì dây thần kinh tủy nó sẽ được đi ra ngoài qua cái lỗ gian đốt để đến các cơ quan giữa hai đốt sống. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái bài tập là chúng ta điền các cụm từ vào các cái vị trí thích hợp, thí dụ như là hướng tâm, dây pha 31, ly tâm. Đó, chúng ta có các cái số 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ điền vào các cái cụm từ và các vị trí thích hợp. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Giờ chúng ta xem kết quả. Như vậy thì chúng ta được cái kết quả là có 31 đôi dây thần kinh tủy. Dây thần kinh tủy có các bó sợi thần kinh hướng tâm, gọi là bó sợi cảm giác đó,
và bó sợi thần kinh ly tâm, gọi là bó sợi vận động, nhập lại nối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau, gọi là dây thần kinh tủy, là dây pha. Lưu ý ở đây tại sao gọi là dây pha, rồi dây hướng tâm, ly tâm, cái này thầy đã giải thích ở các cái tiết học trước. Hướng tâm thì chúng ta hiểu nôm na trong một cái hệ thần kinh, tâm ở đây chính là trung ương thần kinh, hay nói hơn chính là não bộ và tủy sống. Như vậy hướng tâm có nghĩa là từ bên ngoài hướng về trung ương thần kinh, người ta gọi đó là dây thần kinh hướng tâm, hay nói hơn là dây cảm giác. Còn ly tâm có nghĩa là xung thần kinh được truyền theo một cái sợi dây đi từ trung ương thần kinh ra ngoài là đến các cái cơ quan vận động chẳng hạn, thì người ta gọi đó là dây thần kinh ly tâm. Ly là từ ở tâm đi ra, tâm ở đây chính là trung ương thần kinh, lưu ý chỗ đó. Như vậy thì ở đây thầy giải thích thêm cái từ dây pha. Dây pha là như thế này, dây hướng tâm, thí dụ như chúng ta hiểu dây hướng tâm là chỉ cho xung thần kinh đi từ ngoại biên về trung ương thần kinh, nó không cho luồng xung thần kinh đi ngược lại. Hoặc là dây thần kinh ly tâm thì nó chỉ cho xung thần kinh đi từ trung ương thần kinh ra ngoại biên, chứ không cho xung thần kinh đi ngược lại. Nhưng riêng dây pha thì nó vừa làm nhiệm vụ hướng tâm, vừa làm nhiệm vụ ly tâm, thành ra người ta gọi đó là dây pha. Lưu ý cho đó. Do vậy mà nhiều khi người ta hỏi tại sao gọi là dây pha, thì chúng ta hiểu nôm na nó vừa làm nhiệm vụ hướng tâm, vừa làm nhiệm vụ ly tâm, hoặc là vừa làm nhiệm vụ cảm giác, vừa làm nhiệm vụ vận động. Bây giờ chúng ta xem cái kết quả. Cuối cùng chúng ta được cái kết quả về cấu tạo của dây thần kinh tủy. Có 31 đôi dây thần kinh tủy. Mỗi dây thần kinh tủy nó được nối với tủy sống gồm hai rễ, rễ trước gọi là rễ vận động, gồm các bó sợi ly tâm, rễ sau, rễ cảm giác, gồm các bó sợi hướng tâm. Các rễ tủy đi ra khỏi lỗ gian đốt thì nhập lại thành dây thần kinh tủy. Đó là chúng ta tìm hiểu về cấu tạo của dây thần kinh tủy. Như vậy tóm gọn lại, chúng ta nhớ nó có 31 đôi dây thần kinh tủy. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần số 2 là mã nói về chức năng của dây thần kinh tủy. Ở đây chúng ta sẽ có cái một số thí nghiệm của nhóm Nga và Thủy. Thì trên tinh thần thầy thông báo với các em có một phần 2 này nó có những cái thí nghiệm đôi khi chúng ta hơi khó hiểu, hơi trừu tượng, thì chúng ta có thể nhấp máy lại để coi nhiều lần để chúng ta hiểu được cái thí nghiệm, thì các em sẽ hiểu được cái chức năng của dây thần kinh tủy. Bây giờ trước tiên là chúng ta có các cái thí nghiệm. Thì trên máy, trên màn hình chúng ta đó là chúng ta thấy là một cái đoạn tủy sống, nó có các sợi dây thần kinh, các sợi dây thần kinh. Như vậy thì chúng ta lưu ý ở đây cái thí nghiệm, chúng ta kết hợp với thí nghiệm sách giáo khoa. Đầu tiên thí nghiệm, cái điều thí nghiệm thứ nhất đó là kích thích bằng dịch HCl 1%, cái chi sao bên phải. Như vậy thì chúng ta nhìn chi sao bên phải đi trên màn hình. Như vậy chúng ta sẽ kích thích nó bằng dung dịch HCl 1%, nhưng cái điều kiện thí nghiệm là rễ trước bên phải bị cắt. Lưu ý, rễ trước bên phải bị cắt. Như vậy thì đó là rễ trước bên phải, đó là bộ chúng ta xem nó là dây vận động hay là cảm giác. Chúng ta trở lại một tí xíu. Trở lại. Đó, rễ trước, rễ sau. Chúng ta đã thấy rồi đó. Rồi, chúng ta tiếp tục trở lại. Lưu ý, rễ trước bên phải bị cắt. Thì khi chúng ta kích thích dung dịch HCl 1%, chúng ta xem kết quả.
Đây, kết quả chi đó không có, nhưng chỉ có chi sau bên trái và cả hai chi trước. Như vậy thì cái vấn đề ở đây là chúng ta khi mà chúng ta cắt đứt đi cái rễ trước bên phải thì chúng ta đồng nghĩa với chúng ta đã như thế nào đây? Chúng ta xem kết quả từ thí nghiệm 1 em có thể rút ra được kết luận gì về chức năng của rễ trước. Đây, rễ trước bên phải bị cắt. Có nghĩa là cái đây là cái rễ cảm giác hay là rễ vận động? Chúng ta xem cái đáp án. Khi mà chúng ta dùng dung dịch HCl như thế thì chúng ta thấy là kích thích lên cái chi sau bên phải, nhưng mà chúng ta thấy là hai chi trước và chi bên sau bên trái đều co hết. Như vậy thì người ta giải thích như thế này: rễ trước nó là rễ vận động, nó dẫn truyền xuống thần kinh. Rễ trước là rễ vận động dẫn truyền xung thần kinh, gọi là ly tâm đó, từ trung ương đến cơ quan phản ứng. Rễ này đã bị cắt rồi, mà cắt rồi như vậy thì cái thông tin truyền từ trung ương thần kinh đến cái cơ quan phản ứng còn nữa không? Từ đó cho chúng ta thấy cái chức năng của rễ trước. Bây giờ thí nghiệm 2, chúng ta vẫn dùng dung dịch HCl 1% kích cái chi sau bên trái, nhưng cái điều kiện lúc này đó là rễ sau bên trái đã bị cắt. Lưu ý chỗ đó, rễ sau bên trái đã bị cắt đó. Chúng ta tiến hành thí nghiệm HCl 1% kích thích chi sau bên trái. Lưu ý là rễ sau bên trái bị cắt. Kết quả không chi nào có cả. Từ thí nghiệm 2 các em có thể rút ra kết luận gì về chức năng của rễ sau? Rễ sau bị cắt. Như vậy thì nhìn trên cái hình, rễ sau bị cắt đồng nghĩa với bó sợi cảm giác, cái luồng thông tin truyền từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh. Như vậy xung thần kinh có đến được trung ương thần kinh để truyền các cái xung thần kinh đó đến cơ quan phản ứng không? Chúng ta xem, dùng HCl là 1% kích thích và chi sau của ếch, ếch không có chân nào hết. Và từ kết quả đó chúng ta sẽ rút ra rễ sau là rễ cảm giác dẫn truyền các xung thần kinh hướng tâm từ các thụ quan da đến trung ương là tủy, nó đã bị đứt rồi. Như vậy thì trung ương thần kinh cơ bản không tiếp nhận được thông tin. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái chức năng cơ bản của dây thần kinh tủy. Nó gồm rễ trước và rễ sau. Rễ trước là rễ vận động dẫn truyền các xung thần kinh từ trung ương ra cơ quan phản ứng. Rễ sau là rễ cảm giác dẫn truyền các xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm vào trung ương thần kinh. Các em lưu ý chỗ đó. Chúng ta có hình 45.3. Đó là các rễ tủy. Như vậy thì dây thần kinh tủy còn gọi là gì? Rồi vì sao nói dây thần kinh tủy là dây pha, có chức năng gì? Chúng ta xem. Như vậy dây thần kinh tủy là dây pha gồm hai loại sợi: sợi thần kinh cảm giác và sợi thần kinh vận động, có chức năng dẫn truyền xung thần kinh theo hai chiều từ ngoại biên vào trung khu và từ trung khu ra ngoại biên. Chức năng của dây thần kinh tủy chúng ta đã nắm. Như vậy dây thần kinh tủy còn gọi là dây pha dẫn truyền xung thần kinh theo hai chiều. Các em lưu ý chỗ đó. Đó chính là nội dung của bài học. Chúng ta có phần điện từ. Như vậy thì chúng ta có cả thải 7 cái khoảng trống tương ứng với 6 cụm từ. Chúng ta
xem để chúng ta hoàn thành. Chúng ta xem kết quả. Ta xem tiếp câu 2. Đây là một cái câu hỏi mà chúng ta đòi hỏi phải nắm kiến thức rất là vững chãi. Vững chãi, các em cố gắng. Chúng ta xem kết quả kích thích lần lượt vào các chì. Chúng ta sẽ có những cái nếu. Nếu không gây co chi nào thì chúng ta hiểu rễ sao nó bị đứt. Còn nếu nếu chi nào co thì đồng nghĩa là cái rễ trước nó vẫn còn. Nếu chi đó không co thì cho chúng ta biết rằng là các chi khác co, rễ trước của chi đó bị đứt. Như vậy thì bài học cơ bản đến đây đã hết. Chúng ta nghe thầy dặn một số điều để chúng ta chuẩn bị trước cho tiết học sau. Thứ nhất là về nhà các em sẽ học bài, thứ hai trả lời các cái câu hỏi. Ở cuối bài nó có câu hỏi 1 và 2 đó. Rồi chúng ta xem trước bài 46 trụ não, tiểu não và não trung gian. Trong đó thì các em quan sát cái hình não bộ bao dọc á, để chúng ta thấy được các cái phần của bộ não. Rồi hình 46.2 là các cái đôi dây thần kinh, các đôi dây thần kinh não ở não, vân vân. Về nhà chúng ta coi trước để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bài học đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Tạm biệt các em.